Này thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác, nơi an ổn giàu có, an vui, không có tai nạn. Người nghe pháp muốn đi theo người thuyết pháp. Người thuyết pháp phương tiện nói thử, tuy ngươi vì lợi muốn đi theo ta, nhưng ngươi đến đó đâu hẳn đã vừa lòng. Nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này hối hận. Người nghe pháp sau khi nghe nói như vậy suy nghĩ, thầy này chẳng muốn để ta cùng đi, nếu như ta cố tình đi theo thì chắc gì đã được nghe pháp. Vì sự việc này mà người nghe pháp chẳng đi theo, cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác phải đi qua con đường hoang vu hiểm trở, có nhiều nạn giặc cướp và những sự khủng bố của kẻ hung dữ, ác thú, thợ săn, rắn độc, vân vân. Người nghe pháp muốn cùng đi theo, người thuyết pháp phương tiện nói thử, vì sao bỗng dưng ngươi muốn theo ta đến những nơi có nhiều nguy hiểm như vậy? Hãy nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này lo âu hối hận. Người nghe pháp nghe rồi suy nghĩ, thầy này chẳng muốn cho ta đi theo, nếu như ta cố tình đi theo chắc gì đã được nghe pháp. Vì nguyên nhân này mà người nghe pháp chẳng đi theo, cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp có nhiều thí chủ luôn luôn cùng theo kẻ cận. Người nghe pháp đến thỉnh thuyết bát nhã ba la mật đa hoặc thỉnh biên chép thọ trì đọc tụng như lời dạy tu hành. Nhưng người thuyết pháp có nhiều việc trở ngại không rảnh để dạy bảo. Vì vậy, người nghe pháp sanh tâm ghét hờn, mặc dù sau đó có được dạy bảo nhưng chẳng thèm nghe, cả hai không hòa hợp, nên không thể dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, có các ác ma hóa ra đủ thứ hình dạng đến chỗ Bồ Tát, tìm cách phá hoại, làm cho người đó, đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa chẳng thể biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy hay giảng nói cho người khác được. Thế nên, này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa đi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường có những sự trở ngại nên biết đều là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao mà ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy hay giảng nói cho người khác được? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng sanh ra trí nhất thiết trí của chư Phật. Tất cả trí nhất thiết trí của chư Phật sanh ra lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật sanh ra vô lượng vô số bát nhã hữu tình. Bát nhã hữu tình chứng vô biên các phiền não đoạn. Người đã đoạn tận phiền não thì tất cả ác ma chẳng thể làm hại được, vì tất cả ác ma chẳng làm hại được nên sanh nhiều buồn khổ, như bị mũi tên đâm vào tim chúng, chúng nghĩ, chớ để cho bát nhã ba la mật đa sâu xa này làm chống khuyết cảnh giới của ta. Thế nên ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy hay giảng nói cho người khác được. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, có các ác ma hóa ra hình tướng sa môn đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó chán bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Sa môn giả đó nói như vậy, kinh điển vô tướng mà ngươi tu tập tụng đọc chẳng phải là chân bát nhã ba la mật đa, kinh điển hữu tướng ta tu tập tụng đọng là chân bát nhã ba la mật đa. Khi chúng nói lời như vậy, có các Bồ Tát chưa được thọ ký, mới học đại thừa, trí tuệ thấp kém, hạn hẹp, liền sanh tâm nghi hoặc đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa. Vì nghi hoặc nên đối với bát nhã ba la mật đa sanh tâm chán bỏ. Vì có tâm chán bỏ nên chẳng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa cho người khác, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, có các ác ma hóa ra hình tướng bí xô đến chỗ Bồ Tát, nói với Bồ Tát,
Những Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chỉ chứng thật tế đắc quả dự lưu, cho đến đắc quả độc giác Bồ Đề, chứ không bao giờ có thể chứng đắc quả Phật vô thượng. Vì sao phải đối với Bát Nhã này hoài công nhọc nhằn? Bồ Tát nghe như vậy liền bỏ, chẳng biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho người khác, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Thế nên, này thiện hiện, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có rất nhiều những việc ma, Bồ Tát nên biết rõ như vậy, nên tinh tấn chánh niệm, chánh tri, tìm cách xa lìa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có rất nhiều việc ma, ví như ngọc thần châu đại bảo vô giá, tuy có sức thủ thắng nhưng cũng có nhiều giặc oán. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa này tuy có phước đức thủ thắng nhưng cũng có nhiều trở ngại. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, vì ít phước đức nên khi biên chép vân vân có ác ma đến làm trở ngại, mặc dù có tâm ưa thích thực hiện nhưng không thành tựu được. Vì sao? Vì có người ngu si bị ma làm mê hoặc. Khi các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bị kẻ đó làm trở ngại. Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si đó tuệ giác ít ỏi nên không thể nghĩ bàn pháp Phật rộng lớn bao la. Chính họ không thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy lắng nghe giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa được, mà còn muốn làm trở ngại sự biên chép của người khác nữa. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Có kẻ ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tuệ ít mỏng, chưa phát nguyện rộng lớn đối với Phật, chưa được bạn lành bảo hộ, chính mình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể biên chép cho đến giảng nói được, còn làm cho các thiện nam tử mới học đại thừa bị trở ngại khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vào thời tương lai, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân phước tuệ nông cạn, căn lành ít ỏi, đối với công đức rộng lớn của chư Như Lai tâm chẳng ưa thích, chính mình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy lắng nghe hỏi giảng nói, lại còn muốn làm trở ngại sự biên chép vân vân của người khác, nên biết những loại người đó bị mắc vô biên tội. Này thiện hiện, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bị nhiều việc ma làm trở ngại, làm cho sự biên chép chẳng được thành tựu, do đó công đức không được viên mãn vì phước tuệ ít ỏi và căn lành chưa thành thục. Có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, lúc biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà không có việc ma, nên biết đều nhờ vào thần lực từ bi hộ niệm của chư Phật. Vì sao? Vì ác ma và bè lũ của chúng luôn tùy luôn